Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Hồng Phượng ơi, hôm nay anh em chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán giả thông tin gì đầu tiên đây? Ngày hôm nay chúng ta sẽ kể cho tất cả quý vị khán giả những thông tin về những phát minh xuất sắc nhất năm 2007. Kính thưa quý vị khán giả, trong năm 2007 vừa rồi thì có rất nhiều những sản phẩm, những phát minh mới ra đời. Và theo tạp chí Time công bố bình chọn những phát minh xuất sắc nhất trong năm 2007 và giành vị trí quán quân, đó chính là sản phẩm nghe nhạc, điện thoại di động tích hợp iPhone. Hồng Phượng ơi, em hãy nói cho quý vị khán giả biết những lý do iPhone được dẫn đầu cái bảng bình chọn đi. Thưa quý vị, theo tạp chí Time thì có 5 lý do khiến iPhone chiếm vị trí số 1. Thứ nhất là iPhone có thiết kế rất đẹp, thứ hai là iPhone có màn hình cảm ứng chất lượng cao, và thứ ba là iPhone sẽ khiến các điện thoại khác trở nên tốt hơn. Điều này thì có phải là bởi các nhà sản xuất điện thoại mà cạnh tranh với nhau thì chắc chắn sẽ tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn nữa đúng không? Đúng rồi, iPhone đã khiến các hãng điện thoại di động khác phải ganh tị với nó. Ngoài ra thì iPhone còn có hệ điều hành rất là hiện đại. Nó không chỉ đơn thuần là một chiếc máy điện thoại di động, một chiếc máy nghe nhạc, mà nó còn là một chiếc máy vi tính cầm tay nữa. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có một thế hệ iPhone mới ra đời với tính năng hiện đại hơn và giá cả phải chăng hơn nữa. Và với những lý do đó thì chắc chắn chúng ta không hề ngạc nhiên khi iPhone được bình chọn là sản phẩm, là phát minh xuất sắc nhất trong năm 2007 vừa qua. Và dĩ nhiên bên cạnh đó còn có rất nhiều những phát minh khác được trong cuộc bình chọn sau, chẳng hạn như là phát minh xe chạy bằng không khí nén lại hay còn gọi là xe siêu sạch sẽ được tung ra thị trường vào đầu năm 2008. Phát minh động cơ hơi nước kết hợp với xăng sẽ tiết kiệm nhiên liệu đến 40% và sản phẩm này đang được kiểm nghiệm. Hoặc là phát minh của các nhà nghiên cứu Đan Mạch vừa tìm ra phương pháp là chuyển hóa các nhóm máu khác thành nhóm máu O, và cái điều này sẽ khắc phục được tình trạng thiếu nhóm máu O tại các bệnh viện. Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng ta còn có nhiều phát minh khác đặc biệt hơn nữa và có những tính năng rất là cần thiết cho cuộc sống. Chẳng hạn như là phát minh máy ATM bán sách có thể in một cuốn sách 300 trang chỉ trong vòng 3 phút mà thôi, hoặc là phát minh biến cát thành đá, có nghĩa là các nhà khoa học của chúng ta đã phát minh ra được một loại vi khuẩn biết biến các vùng nền đất cát yếu dễ sụt lún thành vững chắc và ứng dụng xây nhà trên những vùng đất yếu dễ sụt lún đó. Dạ, với những phát minh như thế thì chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng trở nên thoải mái và thú vị hơn nhiều đúng không? Đúng rồi. Thưa quý vị, nếu mà chia sẻ tiếp những thông tin này thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều thông tin để chia sẻ với quý vị, nhưng có lẽ là bây giờ chúng ta phải quay lại với những kiến thức bổ ích của chương trình ngày hôm nay thôi. Vâng, thưa quý vị, chương trình Quà tặng tri thức của chúng tôi luôn chào đón tất cả quý vị tham gia chương trình. Chương trình gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi trực phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Chỉ cần quý vị có một chiếc điện thoại bàn, nhấc lên và bấm vào số của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lồng cầu này. Và mỗi một khi chương trình chúng tôi lên sóng, Đại Nghĩa Vòng Phượng phải làm công việc hết sức quen thuộc của mình, đó là quay lồng cầu đảo đều tất cả các lá phiếu lên và rút ra là 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả gọi điện đến tham gia chương trình. Thế thì quý vị còn chần chờ gì nữa nào, hãy kết nối ngay với chúng tôi nha. Rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang chờ đợi quý vị đó. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phim trường gặp gỡ với anh Quách Hộ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời. Apple Tini bớt nhẹ làn da, rạng ngời tuổi hoa. Apple Tini xin đúng điệu tin. Apple Tini hiện đang tặng ngay vỏ kawaii. Kính thưa quý vị, chương trình Quà tặng tri thức rất mong trở thành người bạn thân thiết, đem đến niềm vui cũng như là chia sẻ những kiến thức phổ thông với quý vị vào tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng 1 với sự tham gia của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn, chúc các bạn thành công ở vòng 1 này. Trước khi tôi đọc nội dung câu hỏi vòng 1 thì tôi xin nhắc các bạn về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với Quà tặng tri thức thì chúng ta có tất cả là 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Có một điều rất là quan trọng các bạn phải nhớ là chúng ta có 10 giây suy nghĩ
và có 3 giây để lựa chọn đáp án. Nếu như ngoài 3 giây thì máy tính sẽ không nhận câu trả lời các bạn và như thế là các bạn phải chia tay với cuộc chơi. Bây giờ thì tôi sẽ đọc nội dung câu hỏi vòng 1 này. Câu hỏi vòng 1 chúng ta có nội dung như sau. Trò chơi ô chữ phổ biến trên các tạp chí ngày nay là do một người làm nghề gì nghĩ ra? A. Bác sĩ. B. Nhà báo. C. Giáo viên. Và D. Họa sĩ. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Hết 3 giây rồi thì chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Đáp án A có 7 bạn. Đáp án B có 27 bạn. Đáp án C có 12 bạn. Và đáp án cuối cùng, đáp án D có 4 bạn. Như vậy thì ở câu hỏi này, cả 4 đáp án đều có sự lựa chọn của các bạn. Chúng ta xem đáp án nào là đáp án chính xác. Đáp án đúng của câu hỏi này, đó chính là đáp án B. Kính thưa quý vị, trò chơi ô chữ phổ biến trên các tạp chí ngày nay là do nhà báo Win, người Mỹ nghĩ ra đầu tiên và đăng trên một tạp chí ở New York vào năm 1913. Xin chúc mừng 27 bạn đã chọn đáp án B. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong và xin chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ chúng ta hãy dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi và tặng tri thức với chúng ta. Xin kính mời. Xin chúc mừng 27 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và trước khi theo dõi 27 người bạn này thi tài như thế nào ở vòng thứ 2, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với những vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Có nghĩa là chúng ta hãy tìm xem ai là người may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Và Hồng Phượng sẽ phải làm công việc của mình. Hồng Phượng sẽ quay lồng cầu, đảo đều tất cả những lá thăm và chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đây rồi, phiếu thăm may mắn đầu tiên, xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại đầu tiên mà Đại Nghĩa cầm trên tay là một số điện thoại ở tỉnh, đó là 065-083-8498. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi tại nhà đầu tiên của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea thưa quý vị. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ 3, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ 4, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Hitachi, cảm hứng tương lai. Logo số 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo thứ 7, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn tương lai của chúng tôi. Đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình hôm nay. Xin chào vị khán giả đầu tiên ạ. Xin chào Đại Nghĩa và Hồng Phượng ạ. Xin chào anh, hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Mình tên là Quỳnh Ngọc Khá, là nhân viên bảo vệ ở công ty giấy bút bi ở khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Anh Khá đúng không ạ? Không biết rằng anh đã có gia đình chưa? Dạ có rồi. Anh có được mấy cháu rồi ạ? Dạ chưa. Chưa có cháu rồi hết đúng không? Chỉ mới có thôi. Vậy thì bây giờ bà xã có đang cổ vũ cho anh hay không? Có anh bà xã và mấy bà chị vợ nữa. Đông quá. Vậy thì với sự cổ vũ của bà xã cộng thêm mấy bà chị vợ nữa, mong rằng anh sẽ đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chúng tôi nha. Thế nhưng trước khi đến với câu hỏi này, mời anh hãy lựa chọn một logo ở đây.
Chào mảng Samsung này nhé. Logo Samsung. Và chúng ta cùng xem. Máy MP3 Samsung, dung lượng 1GB, màn hình OLED 4 dòng, cổng nối USB. Anh ơi, nếu anh đáp đúng câu hỏi của chương trình thì phần quà dành cho anh sẽ là một chiếc máy MP3. Và bây giờ anh đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi của chúng tôi chưa nào? Rồi, sẵn sàng nào Hồng Phượng. Câu hỏi dành cho anh như sau. Bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên của Việt Nam là gì? A. Thánh Gióng. B. Giấc mơ ít xanh. C. Đáng đời thằng cáo. Và D. Chuyện hai chiếc bình. Anh sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Là đáp án B. Đáp án nào ạ? Đáp án B. Đáp án B đó là giấc mơ ít xanh. Không biết rằng anh có phải là một người fan của phim hoạt hình hay không? Cũng có coi, nhưng mà có nhỏ cháu nó thường coi này nó tư vấn à. À, có mình nghĩa lớn là rồi thành ra mình đúng không rồi. Có coi phim hoạt hình nữa đúng không anh? Điều nhưng đó mà, cũng rất là dễ hiểu. Nhưng mà cũng may là nhờ có cháu của anh thường xuyên coi phim hoạt hình và tư vấn. Biết đâu cháu của anh tư vấn đúng thì sao? Mời anh lắng nghe đáp án nha. Bộ phim Giấc mơ ít xanh, tác phẩm hợp tác giữa hãng phim Giải phóng và Viện phim Việt Nam, là bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên ở nước ta. Bộ phim dài 10 phút 30 giây. Các họa sĩ đã làm việc liên tục trong vòng 12 tháng. Và đáp án đưa ra, đáp án B, Giấc mơ ít xanh là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh. Thế là ngay vì khán giả đầu tiên của chúng ta đã chiến thắng, giành được phần quà của chương trình rồi. Bây giờ không biết anh Khá cảm giác như thế nào? Rất vui mừng à. Rất là vui mừng anh ơi, cô cháu gái của anh đã tư vấn cho anh một câu trả lời rất là chính xác. Vậy thì chiếc máy MP3 này anh có dành tặng cho cô cháu gái của mình hay không ạ? Dạ, chắc chắn chắc chắn là như thế rồi phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh đã đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt. Và bây giờ, mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy cùng trở lại với trường quay. Anh Quách Thụ Ninh cùng với 27 người chơi đang chờ đợi chúng ta để bước vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng 27 bạn bước tiếp vào vòng 2 của chương trình để xem từ 27 bạn này sẽ có bao nhiêu bạn được bước tiếp vào vòng 3. Kính thưa quý vị, trước khi tôi đọc nội dung câu hỏi vòng 2 này thì tôi cũng có một câu hỏi nhỏ, câu hỏi vui dành cho quý vị khán giả đang xem đài. Câu hỏi của chúng ta hôm nay đó là: có một ngôi sao bóng đá, người này rất nổi tiếng và cầu thủ này có một người em trai. Thế nhưng người em trai không bao giờ chấp nhận gọi cầu thủ này là anh. Vì sao vậy? Xin quý vị hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi vui này. Còn bây giờ, nội dung câu hỏi vòng 2 như sau. Hầu hết các loại hoa hồng đất cần bao nhiêu giờ ánh sáng mặt trời một ngày để có thể mọc tươi tốt? A. 4 giờ. B. 5 giờ. C. 6 giờ. Và D. 7 giờ. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây thật là ngắn, đã trôi qua mất rồi. Bây giờ thì chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 4 bạn. Đáp án B cũng có 4 bạn. Đáp án C có 19 bạn. Đáp án D không có bạn nào lựa chọn cả. Và bây giờ chúng ta xem đáp án chính xác của câu hỏi này đó là đáp án nào. Đó chính là đáp án D. Hầu hết các loại hoa hồng đất đều cần 6 giờ ánh sáng mặt trời một ngày để có thể mọc tươi tốt. Hoa hồng đòi hỏi điều kiện đất đai và khí hậu khắt khe hơn các loại cây khác. Hoa hồng không mọc trên đất cát hay là đất sét. Xin chúc mừng 19 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ thì kính thưa quý vị khán giả xem đài, quý vị hãy lắng nghe xem số điện thoại được đọc tiếp sau đây có phải là số điện thoại của quý vị không nha. Chúng tôi xin mời.
Như thế là 19 người bạn của chúng ta đã cùng nhau vượt qua câu hỏi thứ hai của chương trình và bước tiếp vào vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức. Thế thì chúng ta cùng chờ xem trong 19 này, bằng 19 người này sẽ có bao nhiêu người chiến thắng ở câu hỏi cuối cùng nha. Còn bây giờ thì anh Nghĩa ơi, chúng ta hãy đi tìm xem vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay là ai. Được thôi, anh sẽ quay lồng cầu nè. Rồi sau đó phải trộn đều các lá phiếu lên nữa. Ôi, nhiều lá phiếu quá ông Phượng ơi, đảo nặng tay đúng luôn. Đúng rồi, rất là nhiều lá phiếu nhưng mà chúng ta chỉ được chọn một lá phiếu thôi và chúng và ta hãy sẽ cùng chọn xem một lá phiếu nằm ở dưới đáy lồng cầu. Và chúng ta cùng xem ai là vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay nhé. Ông Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0889214439 và xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và thưa quý vị, vừa rồi thì anh Quách Hồ Ninh của chúng ta vừa đưa ra một câu hỏi về hoa hồng và Hồng Vượng cũng biết rằng anh đại nghiệp của chúng ta cũng là một người rất là thích hoa hồng. Vậy thì anh Nghĩa ơi, có thể chia sẻ cho mọi người biết một số cách để bảo quản hoa hồng mà lâu tàn hay không? À, cái cách bảo quản này của anh chắc có một mình anh sử dụng thôi, không ai ứng dụng được đâu. Trời ơi, lạ dữ vậy hả? Bởi vì trên sân thượng nha, anh cũng có những cái bông hoa hồng rất là đẹp. À, dễ và thương anh đó. Thấy bông nào anh thích á, thường anh cắt ra sau đó bỏ vào trong một ly nước, rồi biết làm gì không? Rồi sao nữa? Bỏ vô tủ lạnh. Trời ơi, rồi sao? Thì với cái nhiệt độ của tủ lạnh thì nó giữ cho hoa hồng của anh được tới 3-4 ngày luôn á. Nhưng mà mỗi lần mình muốn ngắm hoa là phải chỉ mở tủ lạnh ra mới ngắm được, chứ bình thường người ta tới nhà không thấy. Vậy đó hả? Thưa quý vị, chúng ta vừa mới tích lũy thêm được một kiến thức rất là thú vị nữa từ anh Nghĩa. Và quý vị nào có hứng thú thì hãy làm thử xem, biết đâu chúng ta sẽ khám phá ra được một điều gì thú vị hơn nữa thì sao. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ hai ạ. À, chào Hồng Phượng và anh Đại Nghĩa ạ. Xin chào bạn. Bạn hãy tự giới thiệu về mình. À, mình tên là Nguyễn Huỳnh Yến, mình đang là nội trợ ở nhà. Bạn Yến đang làm nội trợ đúng không ạ? Vậy thì công việc nội trợ có một ngày của bạn có vất vả, có chiếm nhiều thời gian lắm không? Dạ, cũng không có nhiều lắm đâu ạ. Thì mình biết cách chia sớm thì mình sẽ làm cho nhà cửa sạch sẽ hết ạ. À, vâng, vậy thì vào những lúc rảnh rỗi thì chị Yến thường thư giãn bằng cách gì ạ? À? Mình thư giãn bằng cách nói chuyện với con hay là mình xem tivi. À, dễ thương quá, không biết rằng bé năm nay được bao nhiêu tuổi rồi à? Dạ, bé chưa đầy 1 tuổi, bé khoảng 3 tháng rồi ạ. À. Vậy thì bây giờ bé có đang bên cạnh để ủng hộ cho mẹ không ạ? Dạ có ạ. Thế thì bây giờ mời chị hãy lựa chọn một trong 7 bản logo của chúng tôi ở đây nha. À, mình xin chọn bản logo trung tâm điện máy ID ạ. Đó là logo đầu tiên. Và chúng ta cùng xem phần quà đằng sau đó là gì nào. Ôi, đó là một bộ sản phẩm gia đình gồm có lò vi ba Hitoshi, máy hút bụi Hitoshi và máy sấy khô Hitoshi. Đối với một người nội trợ thì một bộ sản phẩm gia đình như thế này thì rất là cần thiết đó. Vậy thì chị hãy tự tin và cố gắng lên để đáp đúng câu hỏi chương trình nhé. Yeah. Và câu hỏi dành cho chị như sau. Cây bút chì cố gắng một tẩy ra đời đầu tiên vào năm nào? Chị sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Năm 1962, B. Năm 1821, C. Năm 1858 và D. Năm 1890. Chị sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Em chọn câu C ạ. À. Đáp án C đó là 1858. À, vì sao bạn lại đưa ra một đáp án nhanh đến như thế? Có phải bạn đọc trên báo, xem TV hay là qua một thông tin nào đó không? Dạ, anh đang nghe lời của ba em. Nghe cười là biết rồi, có nghĩa là đang thử vận may của mình đúng không ạ? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem vận may có thật sự mỉm cười với chị hay không nha. Sau khi cây bút chì đầu tiên ra đời năm 1662 tại Nuremberg, nước Đức, người ta đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm hoàn thiện cây bút chì. Và năm 1858, mẫu bút chì đầu tiên có gắn cục tẩy do Hyman Lipman ở Philadelphia sáng chế đã ra đời. Và cục tẩy đầu tiên làm bằng nhựa cây cao su, sau này được chế bằng cao su nhân tạo và thêm đá bọt. Và hiện nay là vinin, một chất dẻo bền và dai. Như vậy đáp án chính xác là đáp án C, năm 1858. Xin được chúc mừng. Thật là tuyệt vời, một bộ sản phẩm gia đình gồm có 3 sản phẩm bây giờ đã thuộc về bạn rồi, bạn cảm giác như thế nào? Nghe tiếng cười thì cảm thấy bạn rất là vui đúng không nào? Và hy vọng rằng với bộ sản phẩm gia đình này sẽ giúp cho bạn thật nhiều trong công việc nội trợ của mình bạn nhé. Dạ, cảm ơn ông Phượng và Đại Nghĩa ạ. Xin chào tạm biệt bạn ạ. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với anh Quách Thuần Ninh cùng với 19 người chơi tại đây để tìm xem có bao nhiêu người sở hữu phần quà của chương trình đó là 15 triệu đồng. Xin mời! Bây giờ thì trâu và bò, ăn về xong rồi tối nằm nghỉ thì phải được ở lên nó nhai lại tiếp đúng không? Đúng rồi ạ. Thế bạn có thể trả lời được câu mà đố vui mà tôi đã đố quý vị khán giả xem đài không? Câu đố đó là có một con bò bị cột vào một sợi dây dài 3 mét
và cách đó, cách con bò 10 mét có một đống rơm, thế làm cách nào để con bò ăn được đống rơm đó? Theo nghĩ thì nó muốn ăn thì nó cứ đi lại nó ăn thôi à. Tại sao vậy? Tại vì chỉ cột nó vô sợi dây chứ đâu cột nó vô góc cột hay là cái gì đâu, nó có thể ăn tùy ý nó à. Chính xác, chỉ cần đi đến đống rơm và ăn rơm thôi, bởi vì chỉ bị cột cái sợi dây thôi chứ sợi dây đâu có cột cho cái cọc nào, đúng không nào? Cảm ơn bạn. Và tôi mong rằng câu qua này bạn cũng sẽ trả lời chính xác giống như câu hỏi nháp mà tôi vừa hỏi bạn vậy. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3. Câu hỏi của chúng ta như sau: răng bắt đầu được sản xuất trên thế giới từ khi nào? A. Năm 1854. B. Năm 1856. C. Năm 1859. Và D. Năm 1864. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A, không có bạn nào chọn. Đáp án B, có một bạn. Đáp án C, có một bạn. Đáp án cuối cùng, đáp án D, có 6 bạn. Và chúng ta xem sẽ có bao nhiêu bạn được nhận phần thưởng 15 triệu đồng. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án cuối cùng, đáp án D. Việc sản xuất xăng bắt đầu có từ năm 1864. Xăng được chế biến từ dầu lửa khai thác được ở Mỹ một vài năm trước đó. Chúc mừng 6 bạn đã chọn đáp án D. Các bạn là chủ sở hữu của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin nói lời chia tay với những bạn đã không chọn đáp án D. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ chúng ta hãy đến trường A2 của truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để xem những khán giả may mắn cuối cùng của tối nay là ai nào. Xin chúc mừng 6 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người nhận được sự may mắn mà chương trình quà tặng tri thức đem đến cho tất cả quý vị khán giả vào mỗi buổi tối nhé. Và đây rồi, phiếu thăm may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Hồi hộp chờ đợi xem. Số điện thoại mà Đại Nghĩa đang cầm trên tay là số 0829775526. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi tại nhà cuối cùng trong chương trình quà tặng trí thức hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh những câu hỏi hóc búa của chương trình thì những câu đố mẹo quanh Quách Huỳnh Ninh cũng là một trong những cách thử nghiệm sự thông minh của những người chơi của chúng ta. Anh Nghĩa có nghĩ vậy hay không? Anh Nghĩa đúng đó, bởi vì những câu đố đó nhiều khi nó không phải đơn giản là 1 với 1 là 2 mà nó lắc lẽ hơn chút xíu nữa, có khi 1 với 1 là 3 là 4 lần. Thành ra chính những câu đố đó mang lại những niềm vui, những sự bất ngờ thú vị cho tất cả quý vị khán giả khi đón xem chương trình của chúng ta. Và chỉ cần tinh ý và thông minh một tí thôi thì các bạn sẽ đoán trúng ý quanh Quách Hồ Ninh ngay. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem anh Quách Hồ Ninh sẽ còn đem đến cho chúng ta những điều thú vị nữa trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ 3 của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ 3 của chương trình ngày hôm nay. Alo. 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 Alo, xin chào chị ạ. Chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Xin chào chị Hồng Phượng và anh Đại Nghĩa ạ. Em tên Trần Thị Thảo Vy. Năm 90 em đang học trang điểm gì? Bạn Vi đúng không? Bạn Vi hiện tại đang học trang điểm, một cái nghề làm đẹp cho tất cả mọi người. Bây giờ thì mời bạn hãy lựa chọn trong những bản logo còn lại của chúng tôi nha. Dạ em chọn bản logo Samsung. Logo Samsung. Máy MP3 Samsung, dung lượng bộ nhớ 1GB, màn hình OLED 4 dòng, kích thước mỏng, cổng nối USB. Còn bây giờ thì chúng tôi mời bạn lắng nghe câu hỏi của chương trình dành cho bạn. Quê hương của thể loại Cantopop. 4 sự lựa chọn dành cho bạn như sau: A. Hồng Kông, B. Mỹ, C. Nhật và D.
Hàn Quốc. Bạn có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Đáp án A đó là Hồng Kông. Bạn có phải là một người yêu thích âm nhạc hay không? Dạ phải. Phải. Và thế loại Cantopop thì sao? Dạ thích chị. Alo. Thể loại dạ. Cantopop có phải dạ. là một trong những thể loại mà bạn yêu thích hay không? Dạ có thể lưu được nhiều nhạc, bản nhạc em thích. À và bây giờ xin mời bạn lắng nghe đáp án của chương trình. Vâng. Thưa quý vị, Cantopop xuất phát từ Hồng Kông, được hát bằng tiếng Quảng Đông, là một loại pop của các nước Âu Mỹ đã được Hồng Kông hóa, tạo thành các giai điệu khác nhau như là êm dịu, trữ tình, sôi động vân vân. Và đây là một thể loại nhạc rất là hay, được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Và sự lựa chọn của bạn đáp án A Hồng Kông là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Alo bạn ơi, bạn còn ở đầu dây bên kia không ạ? Alo. Ồ, có lẽ là vì khán giả phải đón thứ ba được, chúng ta vì quá vui quá xúc động nên đã cúp máy mất rồi, chưa kịp gửi lời chào tạm biệt chương trình. Nhưng không sao hết, dù sao thì Hồng Phượng và Đại Nghĩa vẫn xin gửi lời chúc mừng bạn, bởi vì bạn đã trả lời thật xuất sắc câu hỏi, một phần quà dễ thương dành tặng cho bạn. Thưa quý vị, và người khán giả thứ ba vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Đại Nghĩa, Hồng Phượng cùng với tất cả mọi người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán giả. Và đại diện với những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã may mắn trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta qua địa chỉ nào, đó chính là 292 đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận để nhận phần quà dành cho mình nha. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau, phát sóng vào tối thứ tư, tối thứ sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.